Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên nghĩa Economic. Đây là chuyên mục giải ảo kinh tế do chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa thực hiện. Tôi xin đi vào chuyên mục ngày hôm nay với tiêu đề Cộng hòa sẽ lại vất vả. Với đa số quá mỏng tại Hạ viện, chưa kể vài vài phải. Dân biểu sẽ tham tránh bên hành pháp, lại có thói quen vô kỷ luật. Như đã thấy, khi chọn người làm chủ tịch Hạ viện vào năm ngoái, Đảng Cộng hòa sẽ gặp khó khăn nếu muốn thực hiện nghị trình của Donald Trump. Bài phân tích trên WSJ cho chúng ta thấy ra nỗi vất vả đó, chưa kể phản ứng có thể thất thường của Trump và sự chống phá khá tinh vi của phe Dân Chủ. Chính trị, chính sách, niềm hân hoan của Đảng Cộng Hòa bị phá vỡ bởi bài toán khó tại Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẵn sàng làm việc với bất kỳ biên độ nào tôi có để thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Washington, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đang trên bờ vực giành được đa số trong quốc hội khóa tới, đã bắt đầu ăn mừng chiến thắng. Nhưng biên độ mong đợi hẹp và bản chất hỗn loạn của họ có thể làm suy yếu nỗ lực thông qua chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Các nhà lãnh đạo đảng vẫn còn đau đớn vì đấu đá nội bộ trong 2 năm qua, dẫn đến việc Chủ tịch Đảng Cộng Hòa bị phế truất và các cuộc bỏ phiếu thất bại đáng xấu hổ, cho biết mọi thứ sẽ khác lần này. Những cuộc cãi vã trở nên trầm trọng hơn do đảng này có đa số nhỏ trong lịch sử tại quốc hội năm nay. Hiện là 220 so với 212 với 3 ghế trống. Và các nhà lãnh đạo hiện đang chuẩn bị cho một lợi thế hẹp tương tự vào năm tới. Tính đến chiều thứ ba, Đảng Cộng Hòa đã giành được 224 ghế so với 225 ghế của Đảng Dân Chủ. Trong khi hãng tin Associated Press vẫn chưa gọi tên 16 ghế. Hai trong số những người chiến thắng của OP đã sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí trong chính quyền Trump, tạm thời để lại ít không gian xoay sở hơn. Theo hồ sơ của Hạ viện, đảng đa số đã dẫn trước 10 ghế trở xuống trong chỉ 6 nhiệm kỳ quốc hội trong thế kỷ qua. Với chương trình nghị sự chính sách của Trump về thuế và các ưu tiên khác đang bị đe dọa và danh tiếng của ông về việc áp đặt kỷ luật của đảng, những người Cộng hòa hàng đầu tại Hạ viện dự đoán lần này sẽ suôn sẻ hơn, thống nhất hơn, ngay cả khi họ có thể dành thời gian để mất một số ít người đào tẩu khỏi bất kỳ dự luật nào. Nhưng với việc Đảng Dân Chủ dự kiến sẽ thống nhất phản đối chương trình nghị sự của Trump, bất kỳ vấn đề nào cũng có thể khiến đa số vấp ngã, từ cắt giảm chi tiêu, đến tăng giới hạn nợ, đến chấm dứt mức trần $10,000 đối với các khoản khấu trừ thuế của tiểu bang và địa phương. Chủ tịch Hạ viện Johnson về Trump, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã chuẩn bị cho lần này. Phát video, Chủ tịch Hạ viện Johnson về Trump. Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã chuẩn bị cho lần này. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Đảng Cộng Hòa đã chuẩn bị để tránh những sai lầm mà họ đã mắc phải trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Andrew Harnick, Getty Images. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba cho biết Đảng Cộng Hòa sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của nước Mỹ trong quốc hội khóa tới và sẽ không lặp lại khởi đầu chậm chạp đã gây tổn hại cho Đảng Cộng Hòa vào năm 2017. Lần cuối cùng đảng này nắm quyền kiểm soát Hạ viện, Thượng viện và chức Tổng thống. Chúng tôi sẽ không mắc lại những sai lầm đó nữa, ông nói. Trong những bình luận tiếp theo với các phóng viên, Johnson đã đưa ra một lưu ý lạc quan về sự đoàn kết của đảng. Sau 2 năm Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện, một cách khó khăn thường đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải dựa vào Đảng Dân Chủ trong các cuộc bỏ phiếu quan trọng. Ông cho biết, ông đã sẵn sàng làm việc với bất kỳ biên độ nào mà tôi có. Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể làm được điều đó. Với nhiệm vụ của Trump đang bị đe dọa, ông nói, tôi nghĩ bạn sẽ thấy sự gắn kết trong nhóm. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho biết họ vẫn đang thảo luận các ưu tiên của mình với Trump, bao gồm cách xử lý thời hạn chi tiêu của chính phủ vào tháng 12, với các ý tưởng đấu đá về việc cấp vốn cho chính phủ cho đến tháng 3 hoặc tháng 9. Trump có thể sẽ họp với các nhà Cộng Hòa tại Hạ viện tại Washington vào thứ Tư trước khi ông ngồi lại với Tổng thống Biden, Johnson cho biết. Cuối tuần này, Johnson sẽ bay xuống Mar-a-Lago để gặp Tổng thống đắc cử. Một số nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa cho biết họ nghĩ rằng các nhà lãnh đạo có thể giữ mọi thứ đi đúng hướng,
đặc biệt là nếu Trump có lập trường cứng rắn với những người phản đối. Chủ tịch Hạ viện có một cây gậy, Tổng thống Hoa Kỳ có một khẩu pháo. Một nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho biết, các nhà lãnh đạo đảng cho biết Trump biết rằng đa số Đảng Cộng Hòa mới vào cuộc hạn chế số lượng thành viên Hạ viện có thể rời đi để tham gia chính quyền mới. Cho đến nay, Trump đã chọn dân biểu Elise Stefanik làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc và dân biểu Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia. Trump hoàn toàn hiểu và đánh giá cao phép toán ở đây, Johnson cho biết. Thượng nghị sĩ Mark Wayne Mullin, Okla, cựu nhà lập pháp của Hạ viện, người luôn theo dõi chặt chẽ động lực của cơ quan này, cho biết ông mong đợi Đảng Cộng Hòa sẽ đoàn kết hơn vì Trump có thể thúc đẩy chương trình nghị sự. Chủ tịch Hạ viện Johnson sẽ làm việc chặt chẽ với Tổng thống, ông nói. Các bạn sẽ thấy đảng của chúng ta sẽ đoàn kết với nhau. Nhưng một số thành viên, những người sẽ trở lại Washington vào tuần này, cho biết họ sẽ không bị sai khiến trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đại diện Victoria Spatz cho biết bà không lo lắng về hậu quả từ Trump nếu bà quyết định phá vỡ các lệnh của các nhà lãnh đạo Cộng Hòa về chỉ tiêu chính phủ dài hạn hoặc chính sách chăm sóc sức khỏe. Tôi luôn là người có tư duy độc lập và sẵn sàng thách thức chính đảng của mình, bà nói. Khi được hỏi một đảng viên Cộng Hòa có thể phải đối mặt với hậu quả gì khi vượt quá giới hạn, một nhà lập pháp trả lời, hãy hỏi Bob Good. Đại diện Victoria Spatz cho biết bà không lo lắng về phản ứng dữ dội từ Trump nếu bà phá vỡ các nhà lãnh đạo Cộng Hòa. Anh Al Drago, Bloomberg News. Good, một nhà lập pháp Virginia, đã ủng hộ thống đốc Florida Ron DeSantis thay vì Trump để giành được đề cử tổng thống của đảng vào đầu mùa vận động tranh cử. Vào tháng 6, ông đã thua xịt sao trong cuộc bầu cử sơ bộ trước một đối thủ được Trump hậu thuẫn, John McGuire, sau khi Good phải đối mặt với một loạt các quảng cáo tấn công và chỉ trích từ các đồng nghiệp. Vào tháng 6, Trump đã thông báo cho một trong những nhà lập pháp bất chấp nhất của Hạ viện. Trong một cuộc họp riêng với các đảng viên Cộng Hòa tại Hạ viện, Trump đã phát hiện ra dân biểu Marjorie Taylor Greene và hỏi liệu bà có tốt bụng với Johnson không. Greene đã cố gắng lật đổ Johnson nhưng không thành công sau khi ông ủng hộ gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la, bao gồm tiền cho Ukraine. Hãy tử tế với ông ấy, theo Greene, người đã kể chi tiết về cuộc tương tác trong một cuộc phỏng vấn với CNN. Bài kiểm tra đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ Tư, khi các nhà lập pháp GOP mới và cũ bỏ phiếu để đề cử ứng cử viên của họ cho vị trí chủ tịch, trước cuộc bỏ phiếu của toàn thể Hạ viện vào tháng 1. Johnson, người cho biết ông hy vọng sẽ tiếp tục giữ chức vụ, dự kiến sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, nhưng mức độ ủng hộ sẽ được theo dõi chặt chẽ. Cựu chủ tịch Kevin McCarthy đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu năm 2022, nhưng phải đối mặt với 31 người bất đồng chính kiến, báo trước một cuộc bỏ phiếu kéo dài của chủ tịch vào tháng 1 năm sau, kéo dài tới 15 vòng trong 4 ngày. Dân biểu Bob Good, Arva, đã thua xít sao trong cuộc bầu cử sơ bộ năm nay trước một đối thủ được Trump hậu thuẫn. Ảnh Kent Nishimura, Gary Imus. Các đảng viên Cộng Hòa tại Hạ viện cũng dự kiến sẽ tranh luận trong tuần này về việc có nên giữ nguyên quy tắc cho phép bất kỳ một người nào triệu tập bỏ phiếu để phế truất chủ tịch hay không. McCarthy đã hạ thấp tiêu chuẩn cho biện pháp đó như một sự nhượng bộ đối với những người chỉ trích. Trước đây, chỉ các thành viên của ban lãnh đạo hoặc nhóm họp kín mới có thể triệu tập cuộc bỏ phiếu đó. Sự thay đổi luật lệ đó đã mở ra cánh cửa cho việc ông bị phế truất vào tháng 10 năm 2023. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa nhấn mạnh rằng đảng này có ít thời gian để hoàn thành mọi việc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi đảng của Tổng thống thường mất ghế. Biden đã đưa một số đạo luật quan trọng, bao gồm dự luật COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la, luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la và đạo luật giảm lạm phát liên quan đến khí hậu về đích trong 2 năm đầu tiên của chính quyền khi Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện và Hạ viện. Trump sẽ chấp nhận bất đồng quan điểm, nhưng ông ấy sẽ không chấp nhận đấu đá nội bộ vì chúng ta có nhiệm vụ phải làm để sửa chữa đất nước này và chúng ta không có nhiều thời gian. Dân biểu Lisa McLean, người đang tranh cử để kế nhiệm Stefanik làm chủ tịch hội nghị Cộng hòa Hạ viện, cho biết.
tôi xin kết thúc chuyên mục giải hảo kinh tế của mình tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe trên Nghĩa Economic. Hãy ghi danh vào Nghĩa Economic để ủng hộ tôi. Xin cảm tạ.